Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại và Cục Công thương địa phương, thì xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là nhóm nông lâm thủy sản sang Trung Quốc trong tháng cuối năm đã có nhiều thuận lợi do nhu cầu tăng cao trong các dịp lễ Tết cuối năm, khiến cho các nhà nhập khẩu Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động mua vào. Do đó, xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc sẽ tích cực hơn trong thời gian tới, do Trung Quốc tăng cường nhập khẩu gạo nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp lễ Tết cuối năm, đồng thời bổ sung thêm nguồn cung khi nhập khẩu của nước này chỉ đạt mức thấp nhất trong 9 tháng năm 2018. Với mặt hàng rau quả thì từ cuối tháng 10 đến nay, xuất khẩu các loại trái cây vùng nhiệt đới sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đang gia tăng đáng kể. Lượng sản phẩm tham gia giao dịch đạt khoảng 1.500 tấn một tuần, tăng hơn 30% so với những tuần trước đó. Dự báo từ nay đến hết quý tư, xuất khẩu trái cây nhiệt đới sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái sẽ liên tục tăng do nhu cầu của các đối tác Trung Quốc có xu hướng tăng với chủng loại đa dạng gồm có xoài, cam vỏ xanh, măng cụt, sầu riêng, vú sữa, chôm chôm, hồng sim, sơ ri, nhãn da bò.